Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con tiếp tục lô 193 cây nha cô chú anh chị. Lô này là 190.000 3 cây, con bao ship toàn quốc luôn nha, con bao ship trong đất liền nha. Còn ngoài đảo thì cho con xin thêm tiền ship nha, tại vì ngoài đảo là phí ship gấp đôi. Con chỉ bao ship trong đất liền thôi nha cô chú anh chị. 190.000 3 cây, bao ship nhổ cây toàn quốc luôn. Còn nếu mà ship nguyên chậu thì cộng thêm 10.000 mỗi chậu nha. Hôm nay con có 3 lô nha. Lô số 1 nè. Cái này là củ khỏe tàn đẹp nha, củ không sẹo không gì hết nha cô chú anh chị. 190.000 3 cây. Cái số 1. Số 1 là một cây ngọc khuê nha. Ngọc khuê là hoa màu vàng, lem lem đỏ nha. Hoa màu vàng hai lớp lem lem đỏ thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Đây, ngọc khuê này 6 bo nha. Khuê này tàn đẹp nha. Cái này đang nụ nè, còn cái này đang hoa nè. Vườn con bán là chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình luôn nha. Chú anh chị mà mua hàng bên con thì yên tâm về màu hoa nha. Cây số 2 là cây yến trang 1 nha. Yến trang 1, cái này có ghép một cái bo. Bo này giống như bo thái dương nha. Yến nguyệt cát nữa nha cô chú anh chị. Cây này ghép 3 màu nha. Bo này gói đinh dia nữa. Cây này gói đinh dia, thái dương, nguyệt cát và yến trang nha. Cây này 4 màu luôn nha cô chú anh chị. 4 màu, cây này 5 bo. Cây này đang có nụ nè. Cái số 3 là cây tuyệt đỉnh nha. Tuyệt đỉnh này 4 bo nha cô chú anh chị. Tuyệt đỉnh hoa 4 lớp nha, sai hoa to nha. Đây là lô số 1 nha. Con qua lô số 2 nha. Lô số 2 có một cây đại mỹ nhân, nó đang rất là rực rỡ hoa luôn nè. Đây. Quay cận đây. Đại mỹ nhân là 5 cánh nhưng mà nó rất là xiên bông nha, sai hoa to nữa nha cô chú anh chị. Nó nở chỉ mới có 3 hoa thôi là thấy là rực rỡ rồi đó. Màu trắng có cái viền hồng đậm nha. Ở trong cái họng nó thì có sọc nha. Đại mỹ nhân sai hoa rất là to. Cái này là lên cây lớn là cực đẹp luôn á. Cây này 4 bo nha cô chú anh chị. Bắt đầu trong lô số 2 nha. Lô này lô số 2 nha cô chú anh chị. Đại mỹ nhân đang hoa nha. Ẩm rại mưa tơi tả mà nó cũng ra hoa rực rỡ luôn nè. Nhân giống rất là siêu nụ. Tiếp theo là cây Lip Green. Lip Green là hoa màu đỏ có cái viền trắng nha, như son môi vậy đó. Cây này 4 bo nha cô chú anh chị. Lip này bo dài nha. Mình về mình nuôi một thời gian mình có thể chiết Green nha. Lip này nó sung quá, nó chưa có hoa. Tiếp tục là một cây Yến Nhi chín nha. Cây này 5 bo nha cô chú anh chị. Yến Nhi chín hoa màu tím có viền, có cái sọc đỏ. Yến Nhi chín này đang nụ nha. Đây là lô số 2. Lô số 2 3 cây 190. Bắt đầu lô số 3 nha. Lô số 3 cũng là 3 cây. Hôm nay con chỉ có 3 lô thôi nha. Lô số 3 là lô cuối cùng á. Cái này gói đinh dia ghép với màu vàng kem. Gói đinh dia này mấy cái tược này nó có thể chiết xin nha. À. Có con bo vàng kem nó hơi ngắn hơn. Này mình xả tàn và mình chiết xin là nó sẽ bằng nhau nha. Tiếp tục làm cây đại mỹ nhân nha cô chú anh chị. Đại mỹ nhân này 4 bo nha. Đại mỹ nhân giống như cái cây của cái lô số 2 hồi nãy á. Màu hoa to, hoa sáng màu lắm nha. Đại mỹ nhân này đang nụ nè. Đại mỹ nhân giống hơi bị xiên nụ luôn á.
Tiếp tục là một cây tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh là sai hoa này cũng to nè. Hoa bữa hổm nó nở ra là 4 lớp luôn nha cô chú anh chị. Này rễ cám hơi nhiều, mình về mình có thể rửa bớt rễ, tỉa bớt rễ cám này, mình phơi khô mình trồng nè. Cái này là ba cây 190 nè. Con ship nhổ cây nha cô chú anh chị, con bao ship nhổ cây nha. Nếu mà cô chú anh chị mình mới chơi á thì có thể ship nguyên chậu cộng thêm 10.000 mỗi chậu nha. Cô chú anh chị mà chơi lâu á thì nhổ cây là chuyện bình thường rồi. Đây lô số 3. Lô số 2 nha, lô số 2 đang hoa nè. Cái này lô số 1 nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm lô nào thì alo số điện thoại của con nha. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đồng hồ vườn của con nha.